Thưa các sư cho con hỏi, ngôn ngữ Pali có nên dùng để giao tiếp hay nên phát triển Pali thành một ngôn ngữ ngoài việc đọc kinh sách ra là ngôn ngữ giao tiếp thông thường giữa các sư mình với các sư nước bạn không ạ? Trong một số trường hợp thì có một số vị dùng ngôn ngữ Pali để giao tiếp, nhưng mà đó chỉ giới hạn trong những vị thật sự giỏi Pali thôi. Chứ còn số nhiều thì các vị không có dùng. Thì nếu như mà quý vị học Pali mà quý vị thật sự giỏi thì quý vị hoàn toàn có thể dùng nó để giao tiếp. Nhưng cái vấn đề là mình có đến mức độ đó hay không. Quý vị cứ học đi, khi mà học tới nơi rồi thì tự quý vị sẽ trả lời được cho mình. Thế thôi. Và sư qua câu